Bài 10. Các bạn tiếp tục bài thi xe qua đường dây xe lửa không rào chắn. Xe dừng xa vạch, dừng chạm vạch, không dừng ở vạch bị trừ 5 điểm. Bạn sẽ bị chốt quyền đi nếu không qua vạch kết thúc, xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, lái xe lên vỉa hè,